Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Giê-xu và các môn đệ rời Bethsaida để đi tới các làng vùng xa Sa-rê Philippe dọc đường. Người hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Các ông đáp: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời: thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm cản các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó không úp mở. Ông Phêrô liền kéo viên người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô: Satan lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi đâu, lời khen Chúa. Chúng ta bảo thầy là kính thưa quý ông bà và chị em, một câu hỏi rất là nhãn tiền để chúng ta tự hỏi mình xem là trong cuộc sống hàng ngày chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu Kitô, nhưng mà chúng ta thật sự là bảo thầy là ai? Bởi vì ngay sau bài dân đó thì Đức Chúa Giêsu đã nói với Phêrô rằng: lạy Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh hiền. Vì thế để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy và uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và bí kiểu sẽ đổ ra cho các con. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, ân nhân và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào cửa ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con đại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse và trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin thoái thương ban cho hội thánh được bình
an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng nhà. Chúng ta chúc bình an cho nhau. Giáo sẽ đứng về đầu đức và xin chia buồn với chị
và tất cả đã biết vì sự ra đi của người thân yêu mà chỉ tất cả những người thân nhớ những người chồng thân yêu của mình. Và tuy nhiên trong giờ phút này chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đang hiện diện nơi đây và chỉ có chính Chúa mới là nguồn an ủi cho chúng ta trong cái niềm tin này. Và Chúa cũng sẽ dẫn đưa linh hồn đã vào đi chúng ta tin tưởng về tổng trên đất thiên đàng của Chúa để lấy lòng với những tin và Chúa Kitô của xin chúng ta cũng cầu nguyện cho anh và đặc biệt cầu nguyện cho tất cả những người con, những người thân của anh trong gia đình mình còn sống để chúng ta có được khi được ơn cha và con và thánh thần. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện và tỏ lòng thương xót với tôi tớ Chúa là anh Gioan Baptista mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này. Xin đón nhận linh hồn Gioan Baptista và toàn thể các thánh Chúa trong vương quốc ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nếu chúng ta mỗi chiếc lên đầu chiếc ăn tang này để tỏ lòng thương mến, nhớ tiếc và biết ơn. Tuy nhiên, như ngôn sứ Isaiah đã báo trước cho chúng ta biết rằng ngày kia Chúa sẽ cất chiếc khăn bao trùm trên muôn dân, bức màn phủ trên mọi nước, sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời và cho người thân của chúng ta đây được hân hoan vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Vậy chúng ta hãy xin Chúa chúc lành cho những thân tang này để nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho linh hồn John Baptista. Chúa luôn sẵn sàng buổi an nâng đỡ những ai đang sầu cơ khóc lóc. Xin chúc lành cho những chiếc thân tang này để biến chúng từ dấu chỉ của sự biệt ly tan tóc thành niềm hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ buổi an những ai đang thương khóc người thân của họ mới qua đời, để họ biết can đảm và tin tưởng phó dâng người thân của họ cho sự khoan phòng đầy tình thương của Chúa. Xin cho họ biết tuần theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Chính vì thế
mà quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể quý vị đã không ngại đường xa hy sinh thời giờ quý báu đến đây hiện dân thánh lễ, tính chân lời ca tiếng cầu nguyện cho linh hồn anh Gioan Bautista, cũng như phân ưu chia sẻ sự mất mát một người thân yêu của chúng con đã ra đi vĩnh viễn khỏi trần gian này. Chúng con xin chân thành cảm tạ quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể quý vị. Xin Chúa là cha rất nhân từ, giàu lòng thương xót, trả công bội hậu cho quý cha và toàn thể quý vị luôn mãi mãi được dồi dào sức khỏe và bình an trong Chúa thay cho chúng con. Trong khi ưu phiền bối rối, ta cha chúng con không sao tránh khỏi những thiếu sót lỗi lầm, xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể quý vị niệm tình tha thứ bỏ qua cho chúng con. Ta cha chúng con đồng cảm tạ và tri ân. Dear Reverend Father Pastor, Father Dominic Trinh, Thầy Huy, Priest, Deacon, Pastoral Council, De La Salle Christian Brothers, La Salleian Sisters, Salesian Fathers and Sisters of St. John Bosco, various ministers, Dominican sisters, relatives, friends, and guests. It's good to see all of you here at this funeral prayer service for our beloved dad. I consider it a great gift that you are offering by praying for his eternal repose to the everlasting dwelling with God. I would like to take this opportunity to share something with you about our dad. Mr. John Baptist Anthony Tran was a God-fearing man. The way he lived was the way he prepared himself for his eternity. His daily yeses to God, in spite of the challenges he encountered, were his own witness of fidelity to a loving God he believed in all of his life. We are very lucky to have him as our dad. Thank you, Dad, for your examples of faithfulness, sacrifices, hard work, and of love to all of us. Be with us and protect us that we may be able to imitate you in our long journey on earth, getting ready for a path to heaven. Amen. We are truly grateful to all of you for expression of sympathy, kindness, and support in this painful and difficult moment of our lives. Your loving presence strengthens us, lightening our loads. Thank you for stepping to our darkest hour to shine your light to help us make it through today. Thank you, and may God bless you always. Oh.
gọi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sông còn ở lại, con tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Vòng quanh một vòng tiêu tụy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị. Ngày xưa từng lời tà dương là lời mộ địa, từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe. Trong khi ta về lại nhớ gió hoang vu thổi buốt xuân thì ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì
chiều mang chiều trên vì con tự con dốc lòng chưa cài và nhờ ơn Chúa thì con sẽ đánh xa nghiệp tội cùng làm việc đền tội cho xứng amen. Thì bây giờ con báo chúng ta sẽ hát một bài. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con, xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứ chúng con cho khỏi sự dữ dằn. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà và con phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà và con phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng Chúa nhân từ trong linh hồn cho an bao khi suy ta được lên chốn nghỉ ngơi. Hẳn xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng ra vui vẻ vô cùng. Amen. Và được nghỉ yên. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa con đã phán danh rằng vậy hãy xin thì vậy sẽ được. Vậy con xin Chúa con làm vậy vô cùng. Dâng đến các linh hồn nơi rửa luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn. His family, Linda, Richard, and Anna, y'all are so blessed to have a father like him. He was a very good man, and he had a big heart. It didn't matter who you were, he was going to treat you like he knew you for many, many years. He was just a kind man and a very wise man, and I was very grateful and blessed to know him and have him in my life. I feel like God put him in my life for a reason. He come from one other country, and I was so proud of him and inspired by him that he accomplished so much coming from another country when he was a refugee. And I was just so proud of him, and I always told him, I said, there's so many people here in this country that don't do what you have done. And he said he always gave the glory to God that guided him to these ventures in his life. And I just want to thank y'all in sharing his friendship with me and having him as my friend. Trên đồng cạn, dưới đồng sâu, trồng cây vợ cấy con trâu đi bừa. May mà hôm ấy trời mưa, có thằng con rể đi bừa cùng trâu. Câu ca dao Việt Nam này đã diễn tả được một sự hài hòa, nhịp nhàng, êm ái của mỗi thành phần trong một gia đình thôn dã. Thật đáng yêu, đáng quý biết bao. Mặc dù có vất vả, khó khăn, nhưng cùng chung tay gánh vác mọi trách nhiệm với nhau thì sẽ trở nên nhẹ nhàng và đem lại hạnh phúc cho nhau gấp bội. Như người ta thường nói, thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn. Anh Gioan Bautista cũng đã được hấp thụ từ những môi trường này trong một gia đình, gia giáo, truyền thống. Chính vì thế, trong hoàn cảnh đất nước đổi thay chính thể, anh đã phải mạnh mẽ, can đảm lên đường tìm một cuộc sống mới, hoàn toàn xa lạ về mọi mặt, văn hóa, xã hội và cả tiếng nói khi anh mới được 19 tuổi đời. Rồi tự lo, tự liệu có nơi ăn, chốn ở, ổn định, vừa học,
vừa tìm việc làm cho có một tương lai tươi sáng hơn. Chỉ một thời gian sau, anh và anh Khải đã bảo lãnh bố mẹ cùng bốn em nhỏ còn ở Việt Nam sang Mỹ chung sống. Kế đó, anh mới nghĩ đến việc lập gia đình, cùng lập nghiệp mưu sinh dài hạn cho cuộc sống của mình. Nhờ cuộc sống gắn kết sâu trong nền tảng đức tin, đức cậy, đức mến từ ngay trong một gia đình, nên anh rất có tấm lòng bác ái và ý thức được đó là điều quan trọng nhất mà Chúa Giêsu luôn nhắc nhở mỗi người chúng ta để có thể vào được nước trời qua đức ái. Và anh đã nắm được chìa khóa bác ái đó mà thực hiện những việc lành phúc đức cho tha nhân, đóng góp giúp đỡ và chia sẻ với các hội đoàn bác ái khắp nơi. Thật là một của lễ cao quý dâng lên Thiên Chúa trong cuộc đời trần gian này của anh. Còn cuộc sống gia đình, anh đã chung hoàn bổn phận với vợ con hết tình hết nghĩa. Qua những lần về ghé thăm cũng như gọi điện chuyện trò thăm hỏi gia đình anh, nhất là khi anh đang đau yếu nằm trên giường bệnh, anh đã cảm thấy rất hài lòng với vợ con của anh và đã nhắn khen rằng: em là người vợ ngoan nhỏ bé luôn bên cạnh anh chia sẻ những nhọc nhằn. Đừng nản lòng khi gặp phải khó khăn, hãy vững bước gian nan mình nhé. Và tâm trạng của gia đình anh luôn là vẫn mong anh sau buổi chiều tan sở, gia đình nhỏ em và con mong nhớ luôn là khoảng trời hạnh phúc bình yên. Trong lúc anh yếu đau, người bạn đời và một cô em gái mà anh rất quý mến đã thay nhau chăm nom, săn sóc anh thật chu đáo từ miếng cơm chén cháo và thuốc men rất ân cần, làm cho anh càng mãn nguyện và an tâm phó trọn cuộc sống này trong bàn tay quan phòng của Chúa định liệu. Nhưng rồi những gì đến cũng phải đến thôi. Đã đến giờ Chúa gọi anh về trình diện Ngài với các thành quả anh đã sống và làm trên thế gian này. Giờ đây anh đang nằm hiện diện giữa chúng ta để chờ ngày giờ được nằm xuống yên nghỉ giữa lòng đất mẹ và cũng sẽ được sống lại với Chúa Giêsu Kitô trong ngày sau hết. Nỗi đau nào hơn sinh tử biệt ly, nhớ nào bằng khi người đi kẻ ở, bao lời hứa chỉ còn dang dở, hỏi mấy ai nức nở chặn lòng. Xin toàn thể quý vị thêm lời cầu nguyện cho anh do An Baptista sớm về hưởng thánh nhan Chúa và vợ con anh được niềm an ủi nâng đỡ đặc biệt của Chúa để luôn tín thác mọi sự vào Ngài trong lúc đau buồn này. Xin chân thành cảm tạ quý vị. Anh là chết yêu dấu. Em rất cảm ơn anh. Vì giờ có anh cũng như sự giúp đỡ của chị. Mà em và vua bố đã qua cần ở đây. Tuy em không nói chuyện nhiều với anh, nhưng những lúc nói chuyện là cả hai anh đã được hiểu nhau rất rõ. Và cũng nhờ có anh mà em có những chuyến đi tung tăng với anh và chị về Việt Nam, đi Canada, đi Cali. Em cũng cảm ơn chị Hương, cũng như cảm ơn anh. Một tuần trước khi anh mất,
đã cho em có một cơ hội. Thì lúc đó em cứ nói là anh Đạt phải ráng đi, tại vì Bu còn đợi anh. Và em còn nhớ chị Hương nói lúc anh mất là vào lúc 4 giờ 40 sáng. Và cái giờ đó cũng là cái giờ mà cách đây hơn 5 năm, 4 giờ sáng bố bừng tỉnh dậy, bố mới nói là lạy Chúa con, lạy Chúa con. Em mới chạy vô em hỏi bố ơi gì vậy, thì bố nói con phó dâng linh hồn cho bố đi. Sau khi con đọc kinh với bố xong, bố mới quay ra bố nói em, con gọi anh Đạt về cho bố. Thì em nói dạ vâng. Và em gọi, và anh chị cũng đã tới. Và em nhớ rất rõ hình ảnh anh đứng bên cạnh bố. Bố anh nói, anh ghé xuống bàn tay bố, anh nói bố ơi con đây. Và bố chỉ quay qua, bố nhìn anh và bố nói nhờ anh chăm sóc mẹ và các em dùng cho bố nhé. Family, guests, thank you all coming today to honor my dad. I know many of you are very close friends over the years, and many of you came very far. I have a eulogy that I'm going to speak, but I'm going to reserve it to tomorrow, to the very ground where I'm going to lay my dad to rest, and also where my grandfather lay. So if you guys have time, I would like to ask you if you can make it to come tomorrow so I can give my eulogy where I talk about my dad's life and the things I took away from it from the perspective of a son. So again, thank you all for coming today. Và tất cả thân bằng, quyến thuộc, bạn hữu xa gần và tất cả các đồng nghiệp của anh con là JK, hán tiệm đã thương điện thoại, email, gửi thơ, text message, gửi quà đến bệnh viện cũng như lúc anh khỏe ở nhà để luôn thăm hỏi. Và đã vì lòng yêu thương của dì, các cậu, các anh họ, các cháu và thân bằng quý thuộc, bạn hữu xa gần đã đến để tham dự thánh lễ cầu hồn cũng như nghi thức phát tang của con chúng của con. Và con cũng không quên đặc biệt cảm ơn gia đình hai bác báo của con tuy đã mất, nhưng các anh chị đã thương yêu dành bỏ thời gian quý báu của mình để đến rất đông đủ chiều hôm qua. Một lần nữa gia đình chúng con không biết lấy gì đền ơn cho thân bằng quyến thuộc cũng như bạn hữu xa rộng gần. Con xin nguyện xin Thiên Chúa rất nhân từ luôn trả công bội hậu cho thân bằng quyến thuộc quý vị bạn hữu xa gần. Con xin hết lời và xin tăng gia đồng bái tạ. Nhân tiện đây gia đình chúng con có chuẩn bị một ít thức ăn cũng như nước uống ở bên nhà lễ tân, xin thank you.
Thank you.
I wish you were going to be there on my first day. I told you I had a bunch of you. I'd come see you after work. And I will so much with you, just in a different way. Say goodbye.
else we may do, we don't say goodbye. Now
Lạy Chúa, Chúa thật là Cha khoan dung, là bạn trung thành. Chúa đã gọi với Chúa một người tín hữu và cũng là người anh em của chúng con là Gioan Baptista Trần Tiên Dung. Khi còn sống giữa chúng con, linh hồn Gioan Baptista đã hết lòng tin tưởng và kể trông vào Chúa. Giờ đây, xin Chúa thương đón nhận linh hồn ông vào ở trong nhà Chúa, vào nơi Chúa đã dọn sẵn, và xin Chúa cho linh hồn ông hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hàng sông và hiền tri cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi. Khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra họ đang hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với Người. Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa. Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng dậy. Họ sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước. Những ai trông cậy vào Người sẽ an từ sự thật. Những ai trung thành sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người. Vì Người ban ân phúc. Đó là lời Chúa. So that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might live in newness of life. For if we have grown into union with Him through a death like His, we shall also be united with Him in the resurrection.
We know that our old self was crucified with him, so that our sinful body might be done away with, that we might no longer be in slavery to sin. For a dead person has been absolved from sin. If then we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. We know that Christ, raised from the dead, dies no more. Death no longer has power over him. The word of the Lord. Thanks be to God. Chúa cùng anh chị em. Và với thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh anh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng: tất cả những ai Cha đã ban cho tôi sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không xua đuổi ra ngoài. Vì tôi từ trời xuống không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những người mà Ngài đã ban cho tôi không để mất người nào, nhưng tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy con và tin vào người thì được sự sống đời đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Đặc biệt là kính thưa trang quyến của anh Gio Battista Trần Tiến Dũng. Ngày hôm nay tôi được chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ an táng của anh Dũng. Đó là vì gia đình cũng cứ này là cha phải chia sẻ. Vì thực sự đối với tất cả các cha ở đây hay là công đoàn thì không mấy người biết được rõ anh Dũng. Vì tôi là người cũng đã từng dạy đạo cho bà xã của anh, đó là chú với lại gia đình của anh Dũng, là ông ơi ông bà Trần Đình Đi. Và như là trong cái cuộc đời của anh cũng như trong cái lễ này hôm nay, đây có rất nhiều những bạn bè của anh từ xa các nơi xa ở trong thành phố Houston này cũng đã tới đây tham dự, chung tay làm việc trong những sở và sở thì là cái hãng điện, hãng điện cũng như là công việc khác nữa. Cho nên còn có rất nhiều người công giáo cũng như không công giáo và đã tới đây để tham dự thánh lễ và cái sứ vụ và những cái trao họ và trở đây và rất là sứ vụ đó tôi lại gọi về luôn biết ơn Chúa. Cho nên dù công việc rất là vất vả, lo toan, làm tới ba job, làm việc hàng ngày như vậy, nhưng mà anh vẫn không có quên để giữ đức tin cho tới giờ phút cuối cùng. Thế thì mỗi một lần mà chúng ta tham dự thánh lễ an táng là một lần để chúng ta có cơ hội để nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta. In baptism, John the Baptist Yom received the light of Christ. Scatter the darkness now and lead him over the water of death. Lord, in your mercy. Our John the Baptist Yom was nourished at the table of the Savior. Welcome him into the halls of the heavenly banquet. Lord, in your mercy. Lạy Chúa Kitô, là đấng an ủi kẻ yêu phiền, Chúa đã lau sạch nước mắt những kẻ thương khóc người thân. Xin nâng đỡ chúng con đang đau buồn vì tan tóc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin
Xin Chúa nhận lời chúng con. Thương đến anh chị em chúng con đã đi trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên
ông bà, cha mẹ, ân nhân và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng cha và nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thầy vào nước cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người cho được ban mọi ơn lành cho thế gian. Sinh ký tự quy mà không ra ngoài thánh ý Chúa quan phòng. Dù sao đi nữa, khi một người thân vĩnh viễn ra đi, ai mà không cảm thấy đau đớn, hụt thẫn, bồi hồi, tiếc thương vô cùng. Trong tăng gia chúng tôi cũng thấy rất là đau xót, nhưng cùng với lời cầu nguyện ân cần chia sẻ của tất cả quý vị nơi đây trong thánh đường này là một niềm mã đuổi rất lớn cho tham gia chúng tôi. Không thể nói gì hơn, tham gia chúng tôi xin cảm tạ và tri ân. Thứ nhất, đến với cha chánh xứ Đa Minh Trịnh Thế Huy, một người mà gia đình chúng con đã có hạnh ngộ được quen biết cha, được cha yêu ái chia sẻ chăm sóc đời sống tinh thần cũng như nhiều việc ý nghĩa khác nữa. Cha như một người thân thiết trong gia đình đã gắn bó hơn 30 mấy năm qua. Một lần nữa xin cảm ơn cha. Đồng thời chúng tôi cũng xin chân thành cảm tạ và tri ân đến với hai cha phó sứ, quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, giáo sứ Đức Mẹ Lầu Đức, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý sơ dòng La Sa, quý cha và quý sơ dòng Don Bosco, quý cha, quý thầy dòng Đa Minh, quý sơ dòng Đa Minh, quý cha, quý thầy Đan Việt Bình Đức, Thiên Bình Việt Nam, ca đoàn Thánh Linh, các em lễ sinh, quý ban chấp hành cộng đoàn giáo xứ Đức Mẹ Lầu Đức, quý thông gia, quý hội đoàn, quý thầy cô trường Việt ngữ La Sang, quý anh chị trong hội La Sang Foundation, quý bạn đồng nghiệp KNJ Manufacturing, quý thân nhân xa gần, quý bạn bè và quý ân nhân đã đến thăm viếng, điện thư, điện thoại thăm hỏi, phân như cầu nguyện, xin lễ.
tham dự thánh lễ cầu hồn và nghi thức phát tang, hiệp dâng thánh lễ an táng và tiễn đưa linh cữu của con, chồng, cha, em, anh, bác, chú, cậu của chúng con là ông Joan Bautista Trần Tiến Dũng đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria và các thánh chúc lành và trả công bội hồng lên quý cha, quý thầy, quý sơ, quý thân bằng, quyến thuộc xa gần và toàn thể quý vị. Trong sự sắp xếp và tổ chức tang gia có những khiếm khuyết sai sót không dự liệu được, kính xin quý vị rộng lòng lượng thứ, tang gia đồng bái tạ. Reverend Father John Hoàng Tân Son, Reverend Professor Father Anthony Din Tien, Reverend Father Trung Ngọc Hồng, Deacon, Pastoral Council, De La Salle Christian Brothers, La Salleian Sisters, Salesian Fathers and Sisters of St. John Bosco, Beers Ministers, relatives, friends, and guests, and the entire congregation of Our Lady of Lourdes Catholic Church. First of all, thank you, Fathers, for overseeing our dad's funeral mass and for the spiritual support you showed our family. We are eternally grateful for your service of love. Our dad passed away so quickly. We were totally unprepared for his fast final journey home to God. He lived working hard for his family. He dearly loved his parents, brothers, and sisters. He wholeheartedly cared for his wife and children until the last minutes of his life. He left us a legacy to keep and to remember in six words: God first, others second, and himself last. Dad, go in peace where God leads you. Watch over us that we may follow your steps and will one day join you in heaven. Amen. No words can express our heartfelt gratitude to all of you for sharing and comforting us in our moments of sorrow and loss. Thank you, choir members and altar servers, for your excellent service for God's glory. We're thankful for the active presence of our dad's friends, family, co-workers, and members of the K&J factory. May God bless you always. Anh chị em thân mến, người anh em của chúng ta là ông Soan Bautista Trần Tiến Dũng đã an nghỉ trong bình an của Đức Kitô. Trong đức tin và niềm hy vọng được sống đời đời, chúng ta hãy hóa dâng người anh em này cho lòng thương xót đầy ân ái của Chúa là Cha chúng ta, và hãy liên kết với người anh em chúng ta đây bằng lời cầu nguyện để người anh em này nhờ bí tích rửa tội đã trở nên nghĩa tử của Chúa, đã nhiều lần được bổ giữ nơi bàn tiệc thánh, giờ đây cũng được nhận vào sự tiệc dành cho con cái Chúa trên trời. Lạy các thánh của Thiên Chúa xin nên cứu giúp, lạy các thiên thần của Chúa xin nên gặp linh hồn Gioan Bautista. Xin dâng linh hồn Gioan Bautista lên Chúa con nhân đức cao. Xin nên gặp linh hồn này. Xin dâng linh hồn Gioan Bautista lên Chúa con nhân đức cao. Trong Chúa Kitô,
Chúng con cảm tạ Cha về những ân huệ dồi dào Cha đã ban cho tôi tớ Cha là Gioan Bautista Trần Tiến Dũng. Khi còn sống trong cuộc đời trong khoa này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và dấu chỉ các thánh cùng thông công trong Chúa Kitô. Ở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô, và như vậy chúng con sẽ được cùng với người anh em này sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Và giờ đây cộng đoàn chúng ta cũng đưa linh cữu của ông Gioan Bautista ra trước đền thánh nhà thờ. Ở nơi đó chúng ta đọc linh mục sâu trước khi Cha Chánh Xứ sẽ tiễn đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng. Đi đầu là các em lễ sinh, tiếp theo là đoàn đồng tế. Khi buồn lên ướt mi, thắm từng
và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi an nghỉ trong mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của mọi người tin vào Chúa, để khi dùng chôn cất thân xác, các phần mộ làm gia tăng niềm hy vọng sống lại. Xin Chúa thương cho anh John Bautista Trần Tiến Dũng được nghỉ yên trong ngôi mộ này cho tới khi Chúa là sự sống lại và là sự sống chiếu sáng làm cho anh được phục sinh, cho hằng sống và hiển trị muôn đời. Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi người anh em chúng ta ra khỏi đời này về với Chúa. Vậy chúng ta xin gửi thân xác người thân yêu này cho lòng đất, để thân xác ấy trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại. Người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của Người, đó nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài, và cho thân xác người thân yêu chúng ta đây được sống lại trong ngày sau hết. Lạy Thiên Chúa là đấng ban sự sống và làm cho thân xác nhân loại được phục sinh tới Chúa là John Bautista Trần Tiến Dũng, để khi đã được giải thoát khỏi sự chết, linh hồn anh được vào thiên đàng chung hưởng niềm hoan lạc cùng các thánh. Chúa con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phát những nỗi u buồn, vì đời con gieo rắc biết bao đau thương và tràn lan gai góc thương trên con đường. Mà Chúa sinh thì Mẹ đứng âu sầu lặng yên, là Mẹ chúng con, Mẹ xin linh quyền. Chúng con trong cậy ra thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đơn nữ đồng trinh hiển vinh sáng lan. Lạy ra thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, lạy trái tim cửa thánh cửa tình do thánh Đức Bà Maria, cho linh hồn cho an bao thi si ta được lên chốn nghỉ ngơi, cảm thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lan vui vẻ vô cùng. Amen. My dad came home from work Monday with a new phone. It was a new Google phone, the best top-of-the-line phone at the time. I was only a teenager, maybe 14 or 15 years old, more than 10 years ago. He took the new phone out of the box, started charging it for the first time, and told me this new expensive phone was for me. My little sister came running to see the new phone, and we were both amazed how cool and awesome it looked. That day, my dad told me not to touch or play with the phone until it was 100% charged. I said, okay. My dad left after dinner to the car wash as Anna and I continued staring at the phone and saying, wow. After a few minutes, Anna said, let's try it out. And I told her, but dad told me not to turn on the phone while it's charging. Anna replied back, it's okay. The phone still works even if it's halfway charged and we need to try it. And I said, okay, you're right. Let's test it out. It can't hurt. And so I did. It was amazing. I had so much fun that I lost track of time. I didn't even notice my dad coming home for me to quickly put the phone away. Next thing I knew, I saw my dad's angry face as he quickly approached me. He took the phone out of my hand, took 2 steps outside his room to the living room, and smashed the phone on the hardtop floor as hard as he could. He didn't say a word and just walked off. It was one of those rare moments where you don't know what to say or feel because you don't know what just happened. One moment, I had the best new phone, and the next moment, I was staring at it shattered in pieces. I learned a lot of lessons that day, that He can give me everything and take it all away.
that just because he is successful, I am not entitled to any of it. I have to earn my own success. But more importantly, that life is all about principle and values first, money second. It didn't matter if the phone was expensive and he paid a lot of money for it. He told me what to do, I didn't follow directions, and I had to suffer the consequences. Looking back, I'm sure he was hurt by not being able to give me the new phone, but I gave him no choice. I violated his father-son relationship, and he stayed true to his principle of being the father I needed, not the father I wanted. And I needed that lesson in order to become the man ready to fill his shoes and step up as a server and protector of my family. This is how my father lived his life. His thinking, choices, and actions were always rooted in principles and values. Principles and values are what ultimately defines your character, and a man is nothing without his character. Truthfully, my father and I don't have much of a relationship. Yes, he provided food, education, toys, a new car, but we never talked and we never sat down for him to teach me things or ask me how I was doing. I used to hold it against him, but I learned to accept it and love him for the way he was. I understand part of that is Asian culture, and part of it was him going out to network in order to provide for the family. I can never blame him because everything I am today all came from him. All the good qualities I carry with me and all the qualities I disagree with, I learn from it and improve on it. One way or another, all I can say is thank you to my father. I'm just thankful he was there during my childhood years all the way to adulthood. The time when I needed him most to learn how to be a man and a person of virtue. I couldn't ask for more. I told you that my father never sat down to teach me anything, but I learned so much from him. How can this be true? Because a child doesn't learn from what the parents tell them to do. They learn from what they see their parents do. How does my dad treat someone he met for the first time? How does my dad treat his parents, his siblings, and his friends? How does my dad react to tough situations? How does my dad handle the many priorities of life? Whether my dad knew it or not, my sister and I were always watching and listening to every interaction, every deed he performed, consciously and unconsciously, day over day, month over month, year over year. And over time, the examples set by my dad shaped our character. And I couldn't ask for a better role model in my life. His relationship with his wife, his family, his friends, his employees, his business partners, at home, at church, at a party late at night, on a quiet Sunday, alone out on the patio, at the dinner table, at work. You only see a few sides of my dad, but I'm very lucky to have the privilege of being his child and to and the chance to observe his leadership in all situations throughout the 29 years of my life. For his friends and colleagues, he drinks until 2 a.m. in the morning. Did you know that every time he comes home, he always sits on the patio for a few minutes to pray? Even at home, after dinner with the family on a regular night, my mom goes to shower after cleaning the kitchen, and I go to my room. He is sitting there on the sofa with the TV off, alone in the dark, praying. When I drive my dad home from family parties, he is sleeping in the car. But when I get home, he wakes up and always sits outside to pray first before going in the house. No matter how good or how hard life gets, making time to give thanks and wishing well onto others is his foundation. I'm pretty sure there are many things my dad prays about, but I know for a fact he always telling God how grateful he is. Every phone conversation and personal interaction I saw, I observed how genuine and appreciative my dad was for the help and things people did for him. You can see it in his eyes and feel the calmness in his voice when he told you face to face how much he appreciated you, whether it's for a personal favor or just a friendship you guys shared. No good deed, no matter how small, went unnoticed by my dad. He always remembers. I heard many of his friends' names over the years in car rides with my parents where my dad expressed to my mom how thankful and good this friend was to him. He really did appreciate you all, so thank you. When my dad is not at church or enriching his faith with priests, he's always having fun. My dad knew how to have a good time and made sure you had a good time as well. He was a great friend, loved and respected by everyone he came across. Not because of how successful he was, but because he would be the first one to take the shirt off his back and give it to you.
My dad can be tough at times, but he was always a man of his word, a man of honor, and a man of integrity. From the little Vietnamese I do understand, his jokes were pretty funny, and you can never forget the face my dad made when he laughed. His smile was so big that it covered his whole face. At any dinner he invited you to, he made sure you were taken care of. He always ate last and made sure you and your family had the best pieces of food until your stomach was 100% satisfied. There were many times he would come home from a dinner he paid for and he would eat instant ramen because he was still hungry. If he ran into you at a restaurant, he will always take care of your bill, even if you're a friend he hasn't spoken to in a long time. At any party he hosted, he always came around to check on you and made you feel welcome. He could relate to you no matter what kind of person you were. It didn't matter if you don't like to drink, just came from Vietnam, you are his employee, or a young guy starting a business. He was always open to being your friend and helping where he could. When I think back about my dad's life and the legacy he left behind, his story taught me 4 core lessons. Work hard, 3 give back, and 4 family. My dad came here to America with nothing but a dream. You see, your life will only go as far as your dream. And if your dream is something bigger than yourself, it's what will give you the power to work 16 hours a day, 7 days a week, work every holiday, sleep on a pack of beer at the convenience store in the freezing cold at night, year after year. It's a dream that makes you demand more of life out of yourself and overcome challenges. When life got tough, my dad kept going and always figured out a way. He saw the future and what was possible on the other side. It's the vision he held on to that gave him the confidence to take a chance and build multiple businesses that supported his whole family throughout the years. How can God give you the answers and the people to help you if you don't know in your heart what you are willing to commit to and die for? But the dream is not enough. It is only the starting point. Without hard work, the dream doesn't become reality. And my dad was a relentless worker. Ask my mom, his old friends, or any of his siblings. The convenience store, his first machine shop, T&N, his car wash, his chicken farm, and the rebuilding of his second machine shop, K&J, were his major accomplishments. He worked much harder back then, but I wasn't born yet. But here's what I did see. He worked weekdays, weekends, and everywhere in between. He would work Monday to Friday at the machine shop, every few weeks spend a Saturday in Nacogdoches for his chicken farm, and fewer hours a week working at the car wash. You all see my dad and I when we attend family parties or dinner he hosted. But as soon as we left, I always thought my dad was driving straight home so I could go back to playing video games. But no, he would go straight to the car wash and we would work. Many times something was broken, so we would spend 1 to 3 hours fixing it late at night. My dad has a certain intensity when he works. I'm the one helping him out and he still yells at me. How does that make any sense? Every little thing I did, he would have something to say. Even the way I locked the door at the car wash. He would tell me, you have to hold it like this and this, and do it faster so the lock has no chance of falling. Every small thing I thought wasn't a big deal, like carrying a bucket, how to hold the tools for him, how to be useful when I'm just standing there. He would always say, you go to school. Why are you so stupid? Use your brain. Think 2 steps ahead and do it like this. In my head, I always ask myself, what the heck is your problem, man? When you work with him or help him out, you have to keep up with his pace or be prepared to get yelled at. As much as I was mad, 99% of the time, he always ended up being right. The same can be said for any advice he has given me. I really hate that he was right, but he was. You just can't deny it. Being around him, you learn to look past the intensity and appreciate that he challenged you to think better and be better. My family calls it tough love. My dad also showed me what real work looks like. Work is not about showing up and doing the minimum and going home. Work is something you can do 24/7, 7 days a week. My dad didn't go to college, but after a few minutes talking to him, you can tell he's a very educated man. It's because his mind was always working. He is always looking, observing, and thinking about everything. He learned how to teach himself using his ears and eyes. He is always finding a better, faster, smarter way to do things. Have you ever been at a party with him and he's very quiet? His eyes look sleepy and he has a half frown on? Well, that's my dad watching and listening to everything going on.
My dad may be the most accomplished in the room, but he always has the least to say. Maybe because there's always something to learn from someone. Whether you're rich, poor, American, Vietnamese, a worker, or a business owner, it doesn't matter. He hears your story and learns how you think, feel, do, and how you view the world in your shoes. Then he takes all that in and he just sits there and thinks about it. And eventually he makes up his own mind. That's how he taught himself business, politics, culture, economics, and everything else. What I learned from observing him is that you don't need a book to learn. You just have to pay attention. The third and final lesson my dad showed me was that the point of working hard was so you can one day give it all away. Your life isn't defined by what you earn. It is defined by what you give back and who you help. I want you all to think about the last time my dad bought something for himself to enjoy. I don't remember a single thing. All I remember is how many times my dad used his money to help someone else or provide for his family. My dad had a big heart, a very big heart. A heart full of deep compassion and love, even if he didn't say, I love you. He's been there, he knows what it's like to barely have enough money to work all day and barely pay the bills. He knows how hard it is to start a business. He knows the difficulty of moving from Vietnam and adjusting to a new country. He knows what it's like to want to provide for your family. And that's why he's so giving and generous. The moment you explain to him your problems and struggles, he feels your pain in his heart right away. Not one single thought is about himself. It's all about how he can help you. And when he gives, it's truly from the heart. He doesn't do any calculations and doesn't expect anything back. I'm sure there are many people he's helped over the years, and we probably won't see the whole picture of who he was until everyone he's helped share their story for everyone to hear. Sometimes he gives so much that it causes fights at home and doesn't make financial sense on paper. But he does it anyway because he is a humble man and a man of God. I know this because I hear him when he talks with the nuns and priests. He says he is grateful for all the blessings he received and that he has enough. Many men chase power and money for too long and eventually destroys them. But my dad always knew when enough was enough. He says he gives as a way to say thank you to God for helping him when he was alone, naked, and scared. And he's here to keep passing the blessings forward to the next person in need. My dad was not a flashy man. He didn't show off or tell people how great he is. He always drove the old beat-up car while he gave my mom and I the new car. As much as he yelled at his employees and the people around him, he always got off the chair and did the dirty work with you. He never thought he was better than anyone. He always understood everyone is at their own stage in life, working through their own challenges. Although he didn't show off or talk about how successful he was, he loved it when you asked him for advice. It gave him a chance to talk and give back. He loves nothing more in this world than mentoring other people. That's why he's always partying and drinking. Yes, it's fun, but if you show him you know how to listen, then he will spend all night talking with you. He will tell you everything he knows and any advice that can help you out. The wisdom is there all day for those willing to ask him. He worked hard to keep the family together as one unit and made sure the family was secure with basic needs met. Family vacations, food at family gatherings, grandfather's funeral, all this stuff isn't free. Guess who was always first to put out the money? It didn't matter if the economy was bad and his machine shop wasn't making money. My dad was a man of principle and values. He wanted my less fortunate cousins to be able to enjoy Cancun with me. He wanted my family to get together during the holidays and not stress about money. He did this every Saturday. When I think of my dad's legacy, I think of those four things: dream big, work hard, give back, and family. So what is this big dream that he had? He never told me, but when I see how he looks at his family, I know. I believe his dream was not only for my sisters and I to have a secure, successful future, but for the next generation of this family to have the chance to become something and still get together as one family under one roof. What is the point of the American dream if my dad got separated from his family to escape Vietnam, sacrificed so much to be successful, but to live and die here alone? Because of my dad's dream, he was able to go from alone in America with no father, no mother, no siblings, no money, to a full house of all his brothers and sisters
and their kids, who is a doctor, nurse, marketing director, MBA student at Duke, Texas A&M graduates, future computer engineer, future physical therapist, all eating at the same table with my grandmother. Maybe that's why he always prays every time I take him home from my grandmother's house. The story of the beginning of the Tran family of Almbari in America traces back to him. Without him, none of this American dream would be possible. Everything I told you about my dad is a story about a man who did all he could with all he had. My dad's life showed me that we don't live for ourselves. We live for the future generation of our family, for others, and for God. My dad dreamed so big and worked so hard so he could achieve the power that so few people have. The power to give as much as you want to as many people as you want. This is what made my dad a man of legacy. As Apostle Paul once said, I believe I can say the same for my dad. He fought a good fight. He finished the task. He kept his faith. And I understand there's a crown waiting for him, and he deserved it. Thank you. Kính thưa các cha và các sơ, thưa tất cả thân bằng quyến thuộc cũng như là bạn hữu của anh Anthony Trần Tiến Dũng. Tôi xin được tự giới thiệu một tí, tôi là em vợ của anh Dũng, tức là em ruột của chị Hương. Hôm nay giờ phút cuối cùng của để mà tưởng điêu anh Dũng thì tôi cũng xin được đứng ra để đại diện bên gia đình vợ của anh Dũng để nói lên một vài lời như vậy. Là gia đình tôi rất ư là coi như là thương tiếc, và rất ư là tôi nghĩ là ba mẹ của tôi cũng là sẽ là rất ư là hài lòng với một cái người rể như ấy, và chúng tôi rất yêu thương anh vợ của chúng tôi. Hiện tại bây giờ thì chỉ có là coi như là chỉ còn lại là chị vợ với lại em vợ, và tất cả đều hiện diện hôm nay để mà coi như là đưa tiễn ảnh. Thì 4 tháng trước đây, khi mà coi như ảnh được trở về nhà, tôi cũng có dịp là tưởng là chỉ là coi như nói chơi chơi thôi, ai về đâu là đó là lời cuối cùng, đó là lời chính thức cảm ơn ảnh đã mà coi như là trong cái thời gian mà coi như là lúc mà coi như là nhiều năm trước đây, khi mà ảnh với chị Hương thành lập gia đình với nhau thì coi như là gia đình bên vợ vẫn còn là coi như là kẹt lại ở Việt Nam rất nhiều, và cái sự rộng lượng của ảnh đã khiến cho là coi như là gia đình bên vợ cũng như là các thân nhân còn lại đều vậy này nọ có được một cái sự giúp đỡ, mà coi như là gia đình cuối cùng của ảnh thì coi như không có bị mà xào xáo, như là coi như là tất cả mọi người đều biết là coi như có đôi khi là một gia đình ở bên này sẽ là coi như là sẽ đi đến những cái sự tan vỡ, bởi vì là coi như bà giúp bên bà hay là bà giúp bên tôi như thế này thế nọ đó. Thì như anh Dũng giống như con của ảnh, nó nói ảnh là một người có big heart, thành thử ra là coi như là ảnh rất ư là rộng lượng, rất ư là bác ái. Người là coi như là hãy nhớ, khi nhớ tới anh Dũng thì phải biết đó là một cái người rất ư là rộng lượng, rất ư là bác ái. Chẳng những là coi như là cho gia đình bên vợ mà tôi nghĩ là rất rất nhiều người khác. Và quý vị biết là coi như gia đình bên vợ của ảnh là coi như rất ư là vô cùng thương tiếc khi mà coi như là có được một khi biết tin ảnh là phải ra đi như vậy mà biết nói nhiều. Ngoài ra là coi như có một điểm này là thấy là coi như là đây là một cái hôn nhân rất ư là đặc biệt giữa một cái người mà đạo Công giáo với lại một người Phật giáo. Để tiễn đưa em tới nơi anh nghỉ cuối cùng, anh cảm ơn em đã hy sinh rất nhiều, đã những ngày cuối bệnh rất là bệnh rồi mà vẫn còn qua bên đó để
đưa vợ qua bên đó để đám ma bác là mẹ của anh. Thì anh hôm nay anh có mặt ở đây để đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng với Chúa. Thì anh cũng thay mặt cho gia đình anh cảm ơn em. Tất cả những gì em đã làm cho anh, cả cuộc đời em đã rất là nhiều lần đưa gì với các em qua bên thăm bác ở bên đó. Thì đây là lần cuối thì anh tới đây để chia tay em. Chúc em lên đường gặp mặt Chúa bình an. Thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn, quý thân bằng quyến thuộc, quý đồng nghiệp và bạn hữu xa gần. Cuộc đời là một chuyến đi, gặp nhau thì ít, chia ly thì nhiều. Giờ phút này chính là chúng ta chia tay anh Yuan Basita, Trần Tiến Dũng vĩnh viễn trên cuộc đời này và cùng hẹn gặp lại nhau trên quê trời, nơi Vĩnh Cửu không còn bao giờ chia cắt nhau nữa. Sự hiện diện lúc này của quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn, quý thân bằng quyến thuộc, quý đồng nghiệp và bạn bè xa gần đã nói lên tinh thần liên kết trong một thân thể Chúa Giêsu Kitô và cùng mọi mong chờ được sống lại với Ngài trong ngày sau hết. Chúng con xin chân thành cảm tạ quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn, quý thân bằng quyến thuộc, quý đồng nghiệp và bạn hữu xa gần. Xin Chúa là Cha nhất nhân từ, đầy lòng thương xót, ban mọi ơn lành hồn xác cho quý cha và toàn thể quý vị. Thay cho chúng con, trong lúc tang gia, chúng con đang yêu sầu, bối rối vì sự mất đi của một người thân yêu. Chắc chắn chúng con không tránh khỏi những thiếu sót, lỗi lầm. Xin quý cha, quý vị niềm tình tha thứ cho chúng con. Tang gia chúng con đồng cảm tạ và tri ân. Xin úp mặt bụi ngồi, từng ngày qua mỗi ngóng
này vết mực nào xóa bỏ không chiều tóc trắng như vôi lá úa trên cao rụng đầy cho trăm năm vào chết một ngày mặt trời nào rơi sang tim tôi để tình yêu say mòn thành đá cuội xin úp mặt bụi ngùi từng ngày qua mỗi ngóng rừng nào lá xác xơ cây từ vực sâu nghe lời mời đã dậy ôi cát bụi phận này vết mực nào xóa bỏ không hay ôi cát bụi phận này vết mực nào xóa bỏ không hay.